Xin chào và xin cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phạm mình nha. Thưa bà con và mọi người, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại Hải Sàn Cà Phê London và New York tăng giảm như thế nào? Thì sau đây Đào Phạm mời bà con và mọi người theo mình theo dòng giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay tại địa phương các tỉnh thứ tư xem video ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào ủng hộ kênh mình nha, kênh Đào Phạm House nha. Xin chân thành cảm ơn bà con rất nhiều. Sau đây mời bà con và mọi người theo mình theo dòng giá ngày hôm nay ngày thứ tư nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê Sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại Sàn Cà Phê Rota thì tiếp tục có tăng nhẹ bà con nha. Giá có thể kỳ hàng nhau ngay tháng 7 thì tăng lên 7 đô đến 2614 USD trên tấn. Kỳ hàng nhau ngay tháng 9 và kỳ hàng nhau ngay tháng 11 đều tăng 9 đô. Kỳ hàng nhau ngay tháng 1 năm 2024 thì tăng 5 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại Sàn Cà Phê London ở mức khá cao. Thưa bà con, trái với chiều tăng tại Sàn Cà Phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại Sàn Cà Phê Arabica có giảm nhẹ trở lại bà con nha. Giá có thể kỳ hàng giao ngay tháng 7 thì giảm 0,50 cent xuống còn 182.60 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 9 giảm 0,65 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 12 giảm 0,60 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2024 giảm 0,50 cent bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại Sàn Cà Phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phụ hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 2023. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.